Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn rất thân mến, có một anh sinh viên đại học năm thứ ba của một trường đại học trong thành phố đã bộc bạch cái tâm tình của mình trên Facebook nhân cái ngày của mẹ. Anh ta nói rằng anh là một đứa con trai ngỗ nghịch, mặc dù được cha mẹ ưu ái và mẹ gửi lên thành phố học, thế nhưng mà ở trên thành phố học thì ít, chơi thì nhiều, và anh có cái tài là về xin tiền của mẹ. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến mẹ mà chỉ biết lấy tiền của mẹ để mà ăn tiêu xài trên thành phố thôi. Và đã mười mấy năm rồi, đặc biệt là ba năm đại học, thì giờ anh mới ngồi lại mới nghĩ về mẹ thì anh thấy mẹ tuyệt vời quá. Mẹ biết anh xài hoang mà anh nói tại sao mẹ biết anh như vậy mà mẹ vẫn sẵn sàng cho tiền, tại sao mẹ không ngăn? Anh nói rằng phải chăng mẹ quá thương anh rồi mẹ không dám nói gì cả, mẹ sợ anh buồn, cho nên mỗi lần về gặp mẹ thì mẹ chỉ khuyên anh cố gắng học hành và giữ gìn sức khỏe thôi, chứ không đề cập đến cái chuyện mà anh tiêu hoang hay là anh moi tiền của mẹ gì cả. Cuối trang Facebook, anh ta chốt một lời: Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, xin tiền của mẹ không ai giỏi bằng con, xài tiền của mẹ không ai giỏi bằng con. Anh ta cảm nhận ra điều đó, anh ta có lỗi với mẹ, thế nhưng mà mẹ lại không có nhìn cái lỗi đó, mà mẹ nhìn con bằng cả cái trái tim, bằng cả cái tình yêu. Và chính cái trái tim, cái tình yêu ấy đã khỏa lấp hết những cái sai lầm của anh. Từ hình ảnh một người mẹ trong gia đình đã yêu con hết mực như vậy, để rồi hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây, chúng ta nhìn về người mẹ Thiên Chúa, mẹ với tước hiệu La Vang. Và đặc biệt trong ngày lễ hôm nay với chủ đề Mẹ của lòng thương xót, chắc chắn ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm ra được điều đó. Mẹ Maria, tất cả là vì con, tất cả là vì chúng ta. Mẹ đã làm tất cả, mẹ đến với từng người và chia sẻ cái kiếp người với chúng ta, mẹ chia sẻ mỗi cái khổ đau của con cái. Nếu xét về cái mặt xứng đáng thì chúng ta chẳng xứng đáng làm con mẹ, bởi vì chúng ta hoàn toàn bất toàn bất xứng trước mặt Chúa.
Thế nhưng mà mẹ không chỉ dừng lại nơi tội lỗi của chúng ta, mà mẹ đến với chúng ta bằng cả cái tình yêu thương, bằng cả cái trái tim của mình, và săn sóc chúng ta, chăm lo cho chúng ta từng ly từng tí. Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây từ bốn phương về đây dưới bóng mẹ, để chúng ta cùng với mẹ ngợi ca Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta cũng xin mẹ cho chúng ta sống ngoan hiền hơn. Bởi vì biết đâu trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta đã làm cho mẹ phải buồn. Và chắc chắn rằng cái điều đó là cái điều mà chúng ta vẫn thấy trong cuộc sống, nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay, thời đại mà cái tội ác đang lan tràn, đạo đức đang xuống cấp, thì cái nỗi đau này là nỗi đau của nhân loại, và đặc biệt phải nói là nỗi đau của mẹ. Niềm vui của con đương nhiên là niềm vui của mẹ, và nỗi đau của con rõ ràng phải nói mẹ đau trước. Chúng ta nhìn lại biết bao nhiêu là lần mẹ hiện ra, mà có lúc nào mẹ cười đâu. Mẹ hiện ra là mẹ khóc. Khóc vì con cái đau khổ, khóc vì con cái ngày một lạc xa Đảng Chúa. Cho nên khi đoàn rước, đàn rước thì tôi rất tâm đắc cái bài hát mà ca đoàn cứ hát đi hát lại, và càng hát thì lại càng thấy hay, càng thấy cảm động. Không biết quý ông bà và anh chị em còn nhớ bài hát đó: Lạy mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Tôi gian trần để phiên cho trái tim mẹ. Quả thật chúng ta thấy điều đó. Mẹ rất đau đớn khi mà con người ngày càng lạc xa Đảng Chúa. Mẹ rất đau buồn khi mà thấy chúng ta không đoàn kết, không yêu thương, không sống đúng với giáo lý của con chi ái mẹ là Đức Giê-xu. Chính vì vậy mà mẹ hàng ngày kề cận với chúng ta, đến với từng gia đình, từng con người của chúng ta để dìu dắt, hướng dẫn, che chở chúng ta. Cái tình yêu của mẹ phủ lấp cả cuộc đời con. Có một câu chuyện kể, có hai mẹ con dắt nhau đi trên một chiếc cầu rất mỏng manh qua một con sông. Khi đến giữa cầu thì gặp một trận gió làm cho cái cầu đó chao đảo. Và người con hoảng quá mới nói: mẹ ơi, để con nắm tay mẹ. Thì người mẹ bảo rằng: không được, mẹ đang nắm tay con, và con hãy để cho mẹ nắm tay con. Con đừng nắm tay mẹ, bởi vì con nắm tay mẹ không chắc đâu. Con nắm tay mẹ rồi lỡ con lơ đỉnh, con lo ra, hay là con vui thú cái chuyện gì đó, con buông tay mẹ thì sao? Nhưng mà mẹ nắm tay con thì không bao giờ mẹ buông con đâu. Dù con rớt thì mẹ cũng chấp nhận rơi xuống với con. Mẹ không bao giờ bỏ con được. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy để cho mẹ Maria nắm lấy cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy để cho mẹ Maria nắm lấy cái gia đình chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Chứ chúng ta nắm tay mẹ, có lẽ hôm nay chúng ta đến đây rất đông. Chúng ta gần với mẹ, chúng ta nắm tay mẹ, chứ đôi khi trở về với cuộc sống, biết bao nhiêu lo toan trong cuộc sống,
Rồi biết bao nhiêu cái điều xảy ra trong cuộc sống, đôi khi chúng ta buông mẹ lúc nào không hay. Hay là đôi lúc chúng ta vì quá vui với trần gian, chạy theo những cái thói đời của trần gian, chúng ta cũng buông tay mẹ lúc nào không biết. Hãy để cho mẹ nắm tay con. Chúng ta hãy để cho mẹ nắm lấy cái gia đình của chúng ta. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta gửi gắm và trao phó cái gia đình, cái cuộc sống của chúng ta cho Đức Mẹ. Và chúng ta tin chắc rằng một khi chúng ta được nằm trọn trong cái vòng tay của mẹ, mẹ là mẹ của lòng thương xót. Mẹ không bao giờ phải để cho chúng ta phải đau khổ. Mẹ không bao giờ để cho chúng ta phải thiếu thốn. Mẹ cũng chẳng bao giờ phải để cho chúng ta rơi đâu. Hãy tin tưởng, cậy trông và đặt trọn cả cuộc đời của chúng ta cho Đức Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Sống bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Kết thúc bài hát hôm nay đã nói cho chúng ta điều đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta cứ vững tin rằng chúng ta đã thuộc trọn về Chúa, về mẹ. Thì chúng ta hãy để cho mẹ, giao cho mẹ, hay nói một cách khác là mặc kệ mẹ. Gia đình của chúng con đó, cuộc sống của chúng con đó, mẹ biết, mẹ lo đi, chúng ta giao cho mẹ. Và quả thật điều đó trong cuộc sống chúng ta đã thấy rõ điều đó rồi. Biết bao nhiêu ơn lành mà mẹ đã làm cho chúng ta trong cuộc sống. Cách đặc biệt chúng ta thấy máy ấm gia đình La Vang ngày một được lớn lên, được phát triển. Điều đó bàn tay mẹ vẫn luôn luôn vỗ về, nâng đỡ và chở che. Chúng ta xin Chúa và lời chuyển cầu Đức Mẹ Maria cho tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta cũng xin trao tất cả mọi gia đình của chúng ta, những ưu tư vui buồn sướng khổ của chúng ta cho Đức Mẹ. Và chúng ta trao gia đình của chúng ta cho Đức Mẹ. Cách riêng hôm nay hiệp nhau nơi đây, chúng ta cũng xin trao cái gia đình mái ấm La Vang này cho sự quan phòng, gìn giữ, chở che của Đức Mẹ. Cầu chúc cho quý cha và toàn thể quý ông bà và anh chị em hiện diện nơi đây luôn tìm được cái niềm vui nơi Đức Mẹ La Vang, và đặc biệt là luôn luôn được gắn bó với mẹ Maria của chúng ta. Amen.